Rồi, cũng mà đã hết rồi, có trứng dây lên lửa là xong rồi, về với cõi Phật rồi. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Minh Tơ TV. Nãy mua pháo hoa cũng xong xuôi, của chú chị chuẩn bị bàn giao Minh Đạo Ti sẽ làm lễ đồng quan chú đem về lò hỏa táng. Thank you.
đến giờ ở đơn tiện bác em mới ra nghỉ cuối cùng. Mình ta nhìn thấy cũng có rất là nhiều bà con vừa tiện chú Hiệp về nơi ăn nghỉ đông hơn rất nhiều. Thì mình ta nhận được thông tin là đưa chú Hiệp về nơi lò hỏa táng cũng chuyện không có chôn. Đây là cái ngôi chùa mới của trung tâm thành phố Trà Vinh của chúng chị. Người Khmer còn gọi là chùa Kampong San. Thì chú được đưa vào đây để hỏa táng. Thì đoàn xe thì cũng vừa tới cổng chùa hồi chuẩn bị dắt quan tài của chú vào bên trong. Áo quan của chú Hiệp của chú chị đang di chuyển dần dần gần tới lò hỏa táng của chú chị. Cái cổng chùa phía ngoài thì cũng nó nhỏ, không có xe chạy vào. Chú chị tại xe cái xe hoàng thì rất là to, không có chạy vừa cái cổng. Một phần nữa thì theo chúng ta dì đoan á là không được chạy xe thẳng vô. Vô tới lò hỏa táng thì xe đậu phía ngoài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
đây lò của chú về, đây phía trước màn hình của chú về, đây là lò. Đây. Chiếu hồi nãy rồi, chiếu hồi nãy rồi. Đây là phía ngoài cũng có rất là nhiều bà con thân bằng nguyên thuộc cũng có mặt ở đây để đưa tiễn chú Hiệp về lò hỏa táng của chú Trì, rất là đông ha. Có rất là nhiều cô chú đã gửi được phát của chú về thay thương tiếc chú Hiệp vì cuộc sống mưu sinh thì chú phải đi thả lú đi sông hàng ngày để lo cho gia đình. Không ngờ chú bị rớt xuống sông thời điểm nào cũng không ai biết luôn. Thank you.
một nguyện những Di Đà vô biệt niệm bất lao đồng chỉ đông tây phương. Tây phương tịnh độ tháng ta bà siêu thoát lưng hồi hỷ lạc đa. Cũng rất rất nhiều bà con cũng nên đưa đây đưa tiễn chú về nơi an nghỉ cuối cùng của chú về. Hướng dương cuộc đời dần thấy 59 tuổi lâm chung lúc 0:40 ngày mùng 2 tháng 5 năm Giáp Thìn 2024. Nguyện hương linh Trần Văn Hiệp dưỡng thừa kinh chú công đức tịnh dư nghiệp chướng phát tâm tỉnh giác lìa chốn u minh cởi niệm từ bi xa lìa ác đạo sanh về cõi Phật an vui. Cổ nguyện âm siêu dương thành lưỡng lợi toàn dòng pháp giới chung sanh giai cộng thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Hướng linh siêu diệu chân thế giới nguyện khai đàn bảo liên đại nghiệp dưỡng thế tôn thì Như Lai thân thọ ký Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Nam Mô chúc tụng sự tất toàn thể tăng môn gia môn bổ quyến khởi thân đành lễ vĩnh biệt hương linh tất tứ bái. Rồi bà con ai có đốt nhang vô đốt nhang đi nha. Và đây là giây phút cuối chuẩn bị đẩy chú vào lò của chương trình, thầy cũng tụng xong xuôi rồi, rất là nhiều bà con ở đây để thắp nhang chú lần cuối này của chương trình rất là đông nha. Đông lắm coi chương trình bà con rất là đông. Chuẩn bị đưa chú đi vô lò của chú dây. Thưa quý vị xem kênh của tôi nhớ tặng Minh Tơ một like cho chú chị. Mấy ngày hôm nay kênh Minh Tơ bị mất về sức quá trời, để cô chú tặng Minh Tơ một like. Vì cô chú chị chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Minh Tơ nha. Đây con cháu của chú Hiệp đấy. Bây giờ đưa chú vào lò của chú chị bị bàn giao cho bên đó. Chú vừa đứng lò quá tán rồi chú chị.
con đó. Chú Hiệp là người rất là hiền lành của chú chị, không biết ăn nhậu thì hàng ngày là chú ở thầy đưa đây là nhiệm vụ bàn giao lại cho đội quả táng của chùa. Đúng rồi, xong xưa rồi bàn giao cho chú đó, người đứng thiêu thì chú này chỉ người đứng lò thôi chứ không phải là thầy ai cha nha, tại vì chú này chỉ phụ trách là quả táng thôi. Chú ở tầng này có, nếu mà làm theo phong tục của người Khmer thì có thầy A Cha tụng kinh xong xuôi rồi mới lên lửa, còn bây giờ sẵn vô chú luôn rồi. Nhung, vô chị bóng vô chụp bóng vô nè. Bông là tượng trưng cho đẹp nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, phù hộ cho vong linh của Trần Văn Hiệp mau siêu thoát về là cõi trời. A Di Đà Đi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Số điện thoại của chú thôi. Thôi còn ga là ga cắt bụi, về cắt bụi, tới về cắt bụi. Hôm nay phụ chú thôi chú, mình chú luôn của chú chị, chú cũng lớn tuổi rồi ha, mà chú cũng làm. Chú hôm nay nhiêu tuổi rồi chú? 75. Chú khỏe quá trời tướng. Đi lúc chị đi nè. Chưa đi hả? Không, chú làm nghề này đâu cho chú đi được. Chú đi rồi ai thế đâu. Có bà thành thế nó chết hết rồi. Đó. Thì nó thế thôi. Nó thế chú rồi đó. Cái này nó có cái miếng mình dễ hơn. Và bỏ hỏng cái lò bên kia là mất gác tủ nè. Này cũng gác củi vậy, mà đẩy củi vô. À mà nó đẩy củi hai bên rồi để phía bên phía trước. Nó xây cái thành vừa luôn á. Dễ lắm. Nó thân hút rồi đó. Như này là không có chú chi ha chú. Không có chú chi.
Không có chú Chi lại hả? Không. À, làm theo bên phong tục Khmer thì có chú Chi. Còn này làm theo người Việt thì bên đạo tỳ giao thẳng qua bên chú đây hòa tán luôn. Bảy mươi lăm tuổi còn bà đầu không chú? Còn sống bà đầu không? Ba bà. Ôi chưa, còn quá khỏe ba bà luôn hả? Mà hiện tại còn mấy bà? Còn hai bà. Còn hai bà hả? Dữ thiệt chưa. 75 tuổi đó cô chú chị. Còn hai bà nữa hả? Dạ. Wow, 75 tuổi mà còn sức khỏe còn tốt quá trời luôn. Không ai phụ đưa củi cho chú vô đem vô hả? Mình cũng hơi đuối là tại vì ginh củi mà củi bự bự không nè, không ai phụ ginh. 75 tuổi rồi cô chú nhờ ơi, sống bằng nghề quả tán. Một cái áo quan này người ta cho mình bao nhiêu tiền quá? Chúng ta cho mình. Tôi câu quả cho chùa. Câu quả hả? Rồi người ta không có cho mình bồi dưỡng cà phê cà pháo hả? Người ta bồi dưỡng thôi, không dám đòi hỏi. Cũng như chùa cho hả? Không. Ở ngoài. Dạ. Ngoài cho nhiêu cho thôi phải không? Mà chùa cũng không có tiền chú tiền chút đỉnh cà phê cà pháo cho. Cũng có phải không? Dạ. Có đám cho 100-200 có người nào nghèo về luôn. Nghèo quá thì thiêu con quả luôn. Thì phải rồi, chú thêm làm con quả gì là chú đâu có đi được. Chú đi đâu ai thế chú? Chú nào đi cho mình ta hay nó thế chú ơi. Mốt bàn giao con cũng được nữa. À, con cũng làm được đó nghe. Có ba thằng á. Tôi gọi giao cho. Ba thằng á? Thì tôi chơi trong nhà mà té chết không? Hôm kia là không có duyên rồi, một phần phải có biết phải biết kinh kệ nữa rồi mới làm nghề này được. Làm mấy chục năm rồi chú? 40 năm rồi. Thường thường người ta đứng thiêu này của chú chị là phải có biết kinh, biết kinh kệ rồi tụng niệm để cầu siêu cho người ta siêu thoát á cô chú chị, chứ không biết nghề cũng hơi khó. Tại khi mà sợ là thiêu xong xuôi một lát người ta ngồi trong ngồi bật dậy cũng có nữa. Có, tại những áo quan mà mỏng mỏng á, tại vì nói chung là không phải là bật dậy, tại vì cái gân nó rút lại thôi. Mình đứng trực tiếp là gân nó rút lại thì lúc mà đang thiêu là mình có tay chĩa không? Thì đó thì sửa lại cho đều thôi, khỏe chĩa đấy. Móc củi cái gì đó rồi chú đưa cái để gớt hài cốt á, hài cốt gớt xuống thì lụm kéo ra. Có củi đây thì củi xăng không ha, ở đây là củi xăng không nè. Mình chú luôn, chú rất là khỏe cô chú chị. Củi xăng mà chú ôm chú phải bình thường, cái sắp tay cái sắp bình thường ra. 75 tuổi của chú vừa. Nói chung là chú làm từ thiện rồi, ai cho nhiêu cho thì là được người nhà người ta thương, người ta người xì cho á cô chú chị. Rồi như chùa thì cho vài trăm một cái áo quan là thiêu là vài trăm ngàn người. Tôi thấy trước mấy năm trước là 300 ngàn một cái áo quan này cô chú chị người đứng lọ. Áo quan 300 ngàn, còn bây giờ không biết cái giá nó lên hay không mình cũng không biết. Thì còn được người thân người ta cho lì xì. Đó, được lì xì nãy chưa? Cô lì xì chưa? Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Do thì người làm như vậy nè, thì được bà con lì xì. Thì nếu mà cô chú thương chú á, cũng giúp cho gia đình chú hoặc
thầy sĩ chú thầy cô đi theo. Dạ, dạ, liên hệ với bên tơ nghe thì tôi sẽ liên hệ chú. Đi dài đi, mình cũng xin thay mặt cho gia đình của Tang Quyến là anh Trần Văn Hiệp đã qua đời ngay ngày bữa là mùng 2 tháng 5 âm lịch. Tôi thay mặt trước tiên là rất là cảm ơn các anh, các em mình là nhín chút thời giờ quý báu để lại quay cho tròn một bộ phim, rồi là đưa anh Hiệp mình là đến nơi quả táng. Tôi xin thành thật cảm ơn và cảm ơn các anh nhiều. Dạ, tôi chắc cũng xin chúc Hiệp nhiều sức khỏe chú. Thấy thì chú tôi có sức khỏe không? Có chú còn mấy bà đó nghe nói. Nãy giờ tôi còn hỏi ông chú là theo trong là chú quả tán được. Chú không hai bà kìa. Chú quả tán là hai bà đó. Trời, tao nói nhà có nhiều cửa rồi, có vợ dò rồi trời nữa đâu có sao. Trai năm thê bảy thiếp mà gái chính chiên chỉ có chồng thôi hả? Ai nói nhiều gán chịu ngăn. Thân của anh là lá sống đời mà ghim đâu sống đó là từ tứ chí. Chú quá nhiều đó là đủ hả? Ôi, trong có chút xíu này của chú chị. Tại vì cái áo quan này như là cây gỗ nhiều quá, chú để cũng ít rồi, để ít thôi chú ha. Tại như cái áo quan này. Chú ngoài này lấy hết này không hay nữa không? Đủ rồi, đủ rồi. Cái hồi nó bục lên trái cái áo quan đó. Áo quan là cây không à? Áo quan này tốt không chú? Bà cái dạng ép. Dạng ép hả? Mình thấy bự quá trời luôn. Vậy cái này mình ngồi mình để dầu vô là nó phật cái áo quan luôn ha. Thì chú để củi ít không phải rồi. Mấy tuổi của chú về còn làm nghề quả táng nè. Chú là cái nghề này không ai dám nhận đâu. Ít lắm. Chú như vậy chú làm ví dụ mà nửa đêm nữa hôm mà có người ta đến mình cũng phải đến để mình làm hả chú? Không, giờ 12 giờ khuya làm luôn. Dạ. Không sợ mai hả chú? Rồi một mình chú vậy đó hả? À, không, 12 giờ cũng có ca luôn hả? Có chứ, nhầm khuya không có được tuổi á. Không có. Không được giờ đó, 12 giờ đêm là không giờ. Không giờ. Trong thì mình biết là thường thường trong không giờ nhiều, cái này cũng có. Làm đêm luôn, ngày đêm như làm hết. Mới thử được ngày qua ngày. Bữa nay mấy ca chú? Bữa nay không nhận. Nhận gì? Ngày mai 3 ca. Ngày mai hả? Ừ. Tại bữa hổm mình không có nói chỗ nè. Để 7 giờ sáng tới. Ngày mai 3 ca rồi rồi. Chú 7 giờ tối. Từ mấy giờ đến mấy giờ chú sao làm kịp? 6 giờ, 9 giờ. 6 giờ, 9 giờ, chiều nữa. Chiều 9 giờ, 12 giờ rồi. Ừ. 2 giờ rồi bắt đầu. 3 giờ, 1 ngày tới 3 ca, ngày mai, bữa nay có 1 ca thôi chú. Vậy 1 ca vậy là tầm 3 tiếng thôi chú. 3 tiếng, ngày nào cũng được. Dạ. Có mình chú thì hơi lâu ha, gặp quân đội thì bây giờ là... Chung tại người nhà cũng không có biết á. Người nhà biết cái phụ kinh tuổi. Người nhà không biết. Người nhà biết thì ở lại phụ kinh tuổi người kia. Không, người nhà đi hết rồi chú phải tự vinh mình. Mình tính làm nghề này bao lâu nữa thì chú nghĩ chú à, đúng rồi tại người ta không biết anh dạ, tại em đa số em đi quay thì có người nhà của anh vinh của tại chỉ anh em chỉ có gì hết luôn rồi cũng còn ai một người nữa anh là gia đình không hả? Dạ. Rồi, chú đã chăm coi nước nôi rồi một lát phải lấy đồ để lụm một hai cốc á. Dạ. Rồi lo cho thầy trước. Dạ. Dạ. Mày cũng chế dầu sôi sôi chút đi.
vẽ gì chú đang vẽ gì vậy? Chú ơi, làm phép ha, làm phép chú chắc làm phép đang làm phép thì nói chung người mình chết cũng như là khúc củi thôi, nên còn nha, nói chung là mấy tiếng mới xong chú? 3 tiếng. Dạ, ba tiếng. Này khoảng lít rượu á, lít rượu, lít dầu thôi chú ha, lít dầu à. Cái nào lâu nhất chứ là mấy tiếng chú? Thổi. Loại bà con nghe tại vì sao con thấy cái tay chú run run hả chú? Lớn tuổi rồi, không dám uống nữa. 75 tuổi rồi mà hai bà mới uống run. Hai. Sáng giờ có chuyện nào chưa? Bây giờ chú còn nhậu được không? Còn nhậu không? Nhậu chiều quá. Chiều mới nhậu hả? Mình một lít luôn. Wow, dữ quá, mạnh đồ ha. Một mình một ngày một lít mà tới hai bà. Đúng thiệt. Có một buổi à, không phải một bà nè. Mà hai bà là chiều mình lít bởi vì giờ này lúc sáng nên tay rung rung. Tại chú hay rung ha. Lớn tuổi. Đã có vô cho chú, vô xăng chưa? Chưa. Rồi chú đóng cái cửa lò, đóng cái cửa lò đầu đúng không? Cái màu lửa rồi khúc bài đã hết rồi đó cô chú anh chị ơi, lên lửa là xong rồi, về với cõi Phật rồi. Lít dầu hả? Nửa lít dầu nãy con nói lộn, con nói rượu. Tại nó chú uống rượu rồi con nói lộn miệng. Rồi, sông Kim. Rồi, bây giờ chú ơi, chú làm đại. Xong rồi cô chú chị ơi. Thấy ít dầu quá. Con thấy ít dầu quá gì chú? Con thấy ít dầu quá. Đủ không ạ? À? Rồi thì Minh Tơ cũng xin tạm dừng video nha cô chú chị ơi. Buổi sáng ngày hôm nay thì đưa chú về nơi an nghỉ cuối cùng đã xong xuôi rồi. Một lần nữa Minh Tơ xin cầu nguyện cho chú được siêu thoát về với cõi Phật. Một lần nữa xin cầu nguyện cho gia đình được cô chú được nhiều sức khỏe nha. Một lần nữa thì Minh Tơ cũng xin chúc cô chú chị khán giả xem kênh gặp nhiều may mắn. Cô chú chị chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh theo dõi video của Minh Tơ nghe cô chú chị. Rồi tôi xin kết thúc video tại đây.